Vâng, em xin chào các bác. Đấy, hôm nay em có một bộ dàn nhìn rất là đẹp và rất là mới của Bioner phục vụ các bác nhé. Để bác nào mà thích cái kiểu dáng mà vừa cổ điển vừa hiện đại thì đây là một bộ dàn mà có thể nói rằng là tuyệt vời luôn. Bộ này nhà em có thể nói rằng là nó lần đầu tiên về cửa hàng luôn. Đấy, lần đầu tiên về cửa hàng luôn. À không, lần thứ hai. Lần thứ hai. Lần thứ nhất về cách đây khoảng tầm hơn năm. Đấy, những bộ này rất là hiếm nhá. Đấy, những bộ này rất là hiếm luôn. Đấy, cách đây khoảng 1 năm nhà em có về một bộ này. Đấy, và cũng rất nhiều khách hỏi, cho đến bây giờ thi thoảng vẫn có khách xem được cái video vẫn cứ hỏi em ơi bộ này có không thì để cho anh. Nhưng mà rất tiếc là bộ này nó không về nữa. Đến hôm nay khi mà tách bóc kiện ra thì lại có này. Đấy. Tất cả hàng nó về nó đều như này các bác nhá, nó bó vào như này. Nên nhiều khi mà không thể biết được cái bộ dàn hình dáng như thế nào cho đến khi mình bóc cái ni lông ra mình mới biết được. À. Và đây hôm nay em về được một bộ đây nhá, thì là bác nào đang có nhu cầu mua bộ này liên hệ cho bên em nhá. Chỉ duy nhất có một bộ này thôi. Nên là bác nào ai lấy thì là alo sớm nhá. Đấy. Cái bộ này về thì tình trạng còn đẹp. Đấy, CD hiện tại là đĩa nó đang không ra vào được nhá. Cái này nó đầm cơ ba đĩa nên chắc là trong quá trình vận chuyển về nó bị xô cái khay đĩa ở trong, bây giờ nó đang kẹt đây. Thì cái về thì bác nào giỏi về phần kỹ thuật cơ kiếc nhá thì các bác có thể là lấy về mình thử nghịch xếp lại xem. Còn ở đây hiện tại em cho đĩa ra là không cho được nhé. Đấy là đây là CD đang không đang không thử được. Đấy. Về phần MD này, MD thì ở đây. Đấy, thì ở trong này nó có một cái đĩa, trong này có một cái đĩa MD rồi. Đấy, và nó vẫn đang đang nằm trong đây. Các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, cái phần dưới cùng này. Đấy. Khi bấm play MD B, đây là cửa B nhá. Thì nó đều đang báo đầu đít, nhưng khi mình cho đĩa vào này. Khi mình cho đĩa vào nhá. Ví dụ cửa 1 chẳng hạn. Thì bắt đầu nó ở đây là cửa 2 nhá, em vừa để cửa 2 như đấy thì cửa bắt đầu nó đinh nhỉ. Thì nó vẫn đọc. Nhưng mà đây nó không phải đọc cái đĩa của cửa 2 này nhá, mà nó đọc cái đĩa ở nằm ở trong này luôn. Đấy. Nằm đĩa trong này luôn. Đấy, và nó sẽ vẫn chạy lên này. Các bác chờ tí. Này bấm play quên. Bấm play là để cho nó chạy này. Đấy. Vẫn chạy luôn nhá. Đấy, được, ok không ạ? Đấy. Thì cửa B vẫn chạy nhưng mà vì nó có một cái đĩa nằm ở trong nên bây giờ nó cứ chỉ chạy cái đĩa đấy thôi. Đấy. Còn ở bên đây thì có cái cửa A này này. Cửa A này nhá. Thì đây MDA rồi CD ở đây MDA đây, bấm play A đây nhá thì nó vẫn vẫn sẽ đọc được luôn. Đó, các bác thấy không ạ? Đấy, nhất thì MD là cả hai bên đều muốn chạy. À, nhưng mà cái MDB này thì nó đang có một cái đĩa nằm ở trong rồi nên nó không chạy được cái ba cửa này nhá. Còn MD bên này vẫn chạy ok. À, thì các bác nào về thích thì có thể dùng cái cửa A này để ấy nhá. Đấy. Thì còn phần FM này. Thì biết dò đâu đây. À đây, chắc dò đây rồi. Các bạn, đây là các cái đài dò sẵn này. À đây đây phần tuning này rồi, đây đây, nó không phải ở đây, nó phải ở đây cơ, đây tuning. À, phần các bạn đây, chữ tuning ở trên này mới là dò đài, ở dưới này là chuyển kênh. Thì như các bác thấy là nó đang dò được bình thường và tiếng vẫn ra bình thường nhé, nhưng mà không biết là nó có dò được không thì đây em thử luôn nhé. Phần đài đâu? À đây. Đấy đây. Hiện tại là có một vị khách nước ngoài ở đây. Không biết là vị này mua cái gì. Anh ấy đang phải sử dụng. Đấy, một vị khách nước ngoài. Hình như người Hàn. Thì thảo nhà em có những vị khách rất đặc biệt.
Đấy, các bạn đang trợ giúp vị khách này tìm địa chỉ mua hàng như vậy. Có vẻ như anh khách này là đến đến nhầm địa chỉ. Hoặc có thể là anh ấy đang mua loa. Khách mua loa hả em? Internet. No. Address, code, telephone. Call your phone number. Phone number? Yes. Okay, phone number. Ở đây địa chỉ là thi khoảng đúng rồi, vị khách này đang hỏi mua một cái gì đó. Anh hỏi mua gì vậy? Chân máy quay. Chân máy quay. Chân gì? Chân selfie à? À, có những ok, rất là có đài nha. Đến con. Nhưng mà thật sự rằng là ngay bây giờ đây cũng phải chia sẻ với quý vị thính giả một đoạn chia sẻ ngắn cái chân của này. Thính giả đã chia sẻ với cho nhưng mà nhà em thì lại không dạo này không bán cái này nữa rồi. Chị có gửi tới các con của mình như thế này. Sẽ có những lúc mà con sẽ cảm thấy ok nhé, em có chạy này. Con yên tâm. Đây vào đây là đường Lai nhá, đường cuối cùng là đường Lai. Đây nó có đường quang đấy, nhưng mà em thử thì em không thấy nó ấy được. Chắc là phải dùng giải mã quang mồi gì đấy. Mà cái này thì em không biết cách thử nhá. Để các bác thử kiểm tra xem nhá. Có cả đường này in đây nhưng mà đang không dùng được cái đang không biết cách dùng đường quang như nào nhá. Đấy thì em chỉ biết dùng cái đường điện thoại thôi. Nên là em bán cái này chủ yếu bao chạy điện thoại nhá. Bao chạy điện thoại máy tính cái nhà. Đấy cắm từ điện thoại máy tính ra này. Bát nói rất là chắc luôn. Đấy. Dòng này là loa bát bằng các con nhé. Gần con và chiếc tay ông hiện ở trên cái nó này luôn này. Đây vào. Nhìn rất là tráng nhé. Trên này có cái quay giờ thì để nhảy theo nhạc cũng đẹp này. Đèn nước nhìn theo nhạc nhưng mà trên này có cái quay này. Chế độ hold là chế độ hành động và chế độ live là chế độ nghe nhạc live. Đó, nhạc live thì thường sử dụng cho cái guitar không đời này nghe hay này. Còn chế độ dance là dùng để cho các cái nhạc kinh lịch vừa rồi. Này, các bác khi mà nghe cái chế độ này nó sẽ có cái hiệu ứng nó hơi vang. Đấy, nên là nó nghe nhạc guitar rất là hay. Đấy. Đấy, chế độ này để nghe nhạc guitar không đời như thế này rất là hay nhá. Nó có cái độ vang. Các bác sẽ cảm giác như mình đang ngồi trong thính phòng vậy, rất là hay. Đấy, xin mời các bác nghe một đoạn chế độ của máy nhá. Ta không đợi thì chúng ta có thể hạ bớt bài bát đi nhá. Chế độ B bát là chế độ để tăng cường thêm tiếng bát. Thì chúng ta có thể là để B bát off khi nghe nhạc guitar không đợi. Đấy. Hoặc bác nào thích nghe nhiều bát thì tăng lên nhé. Đấy thì tùy theo từng khẩu vị mỗi người nhá. Thì đây là bộ dàn Pioneer có mã là con MC5MD nhá. MC5MD. Hàng về đẹp. Các bác thấy nhá, hàng đẹp nhá. Loa cũng xuất 50W một loa. Và cục công suất này cũng rất là lớn, 98W nhá. 6 ohm. Thank you.
đấy nha, thì là bộ này giá của nó nha. Vâng, bộ này hơi đáng tiếc một xíu là CD nó là đang bị ấy, chứ nếu không thì những bộ này phải tầm 1.8-1.9 luôn. Nhưng mà thôi, bộ này em bán là 1.250.000 đi, coi như là bán về cắm điện thoại máy tính nghe nhạc thôi. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua bộ này thì hệ cho bên em nhé. Đấy, bán chủ yếu là về cắm điện thoại máy tính nghe nhạc nhé. Còn như là cái MD vừa rồi này thử này, với cả cái chức năng FM nha, là em test thêm rồi nhé. Còn đâu là em thì em cũng xin nói luôn là tùy là em không có bao chạy mấy chức năng đấy nhá. Đấy, chủ yếu là em bao chạy cắm điện thoại máy tính nghe nhạc thôi. Đấy, chế độ tape này cũng là một cái đường vào để mình cắm máy tính điện thoại nha. Đây đấy nhá, nhiều bác sẽ tưởng đấy là cái tape là cái băng cassette, nhưng không phải nhá, đấy là một cái đường vào thôi. Cái băng cassette này là một cái băng ngoài nhá. Đấy, băng này nó sẽ là một cái băng ngoài mình cắm vào. Ok nhá, còn muốn nghe nhạc điện thoại máy tính này ấn sang đường này nhá. Vâng, ok, em xin chào các bác. Đấy, 1.250.000 bộ này nhá. À, bộ này thôi em tặng thêm cho các bác cái dây cắm điện thoại đi, để mình về mình cắm được điện thoại nghe nhạc luôn nhá. Và lưu ý đây thì 100V này, các bác về nhớ dùng đuổi nguồn đi 100V giúp em nhá. Vâng, xin chào các bác ạ.